Thì thưa ngài, kính chào tất cả quý tử tôi Chúa với con cái yêu dấu của Chúa. Hơn lúc nào hết, thời đại này là thời đại thông tin được lan truyền rất nhanh chóng, nhưng sự chính xác của nó không bảo đảm. Trên YouTube cũng như trên tất cả mọi cổng thông tin, hãy cẩn thận, bởi vì ai cũng có thể muốn nói làm sao cũng được, không chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Những tin tức, cái độ chính xác của nó rất thấp, thậm chí không có gì cả, nhưng giống lên một tiếng nói để gây một cái điều gì đó. Mua bán cũng trên mạng, nhiều thứ lắm. Và có nhiều người nói rằng mỗi lần lên mạng không có ít thì giờ, bởi vì cái này rồi nó thu hút qua cái kia, nó nói đến thông tin nọ, hoang mang lắm, không biết như thế nào. Vì vậy, cho nên chúng ta hết sức cẩn thận. Có những tin làm cho chúng ta tức mình, có những tin làm cho chúng ta hoang mang, những tin làm cho chúng ta ảo tưởng, những tin tức nó hết sức là lệch lạc, điều nó là giả dối. Có những tin tuyên truyền với một mục đích khác hơn là trung thực của nó. Chúng ta nói không hết việc này. Và ngày nay, rất tiếc những con cái của Chúa lại tập trung và dành quá nhiều thời giờ cho những tin tức như vậy. Nhưng những tin tức chính xác, những cái gọi là chân lý, đó là lời của Chúa, bao nhiêu phần trăm thì giờ của chúng ta tập trung vào? Truyền lại lời Chúa một cách trung tín. Làm sao truyền được khi chúng ta không có lời Chúa? Và truyền đạt lời Chúa như thế nào thì chúng ta không có nhận lãnh lời Chúa? Trong câu gốc chúng ta lưu ý hai cái từ đó, nhận và truyền. Hai điều này phải được song song trong việc thực hiện. Có nhiều người nhận rồi truyền lại không trung tín, nghĩa là có thêm có bớt. Chúng ta nghe một vị mục sư này giảng, nghe một vị mục sư kia giảng, chúng ta có thể nói ông này giảng hay, ông kia giảng dở là việc bình thường. Nhưng ông này giảng đúng, ông này giảng sai, đó là việc bất bình thường. Tôi dạy môn tuyên đạo Pháp, giúp cho các sinh viên ra hầu việc Chúa trở thành giáo phẩm, giảng một cách rất là tốt. Nó là một phương pháp tuyên đạo, tức là có cái thuật để truyền lại một cách hiệu quả cho hội thánh. Nhưng truyền cho đúng, cho chính xác, đó là điều quan trọng hơn. Thỉnh thoảng tôi nghe thông tin về một số con cái Chúa hỏi rằng lời dạy ở trong Kinh Thánh mà một giáo viên trường Nhật dạy như thế này có đúng không? Hay là tôi nghe một ông mục sư giảng như vậy đó, thưa mục sư trưởng có đúng không? Nhưng tôi phải xác nhận đâu là đúng và đâu là sai thôi. Có những hộp sạn ở trong chén cơm, có những thứ độc dược trong thuốc bổ. Hôm nay là ngày Cơ Đốc giáo dục mà Tổng Liên hội muốn cho tất cả các hội thánh hướng về. Tổng Liên hội muốn nhắc có hai điều mà nhiều khi hay lẫn lộn, là Cơ Đốc giáo dục và văn hóa giáo dục. Ở đây chúng ta không nói đến văn hóa giáo dục, tức là bước ra xã hội với nền văn hóa của
xã hội bên ngoài của đất nước này, đất nước khác, nó làm lệch đi đường lối của Hội Thánh. Và một con gái Chúa phải biết làm gì và không làm gì liên quan đến các dân tộc, vân vân. Đây là công tác của văn hóa giáo dục. Nhưng sáng hôm nay chúng ta tập trung vào một điều rất quan trọng, đó là cơ đốc giáo dục, tức là dạy dỗ về lời của Chúa cho tất cả con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa vì truyền thống của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hơn 100 năm qua thấy vào trong vấn đề này. Cho nên trải qua biết bao nhiêu những cái biến cố ở trong đất nước của chúng ta, Hội Thánh vẫn đứng vững. Bởi vì trong hầu hết các Hội Thánh đều có trường Chúa Nhật, tức là muốn cho con cái Chúa tham gia để học lời của Chúa thường xuyên và có hệ thống. Nhiều Hội Thánh phát triển không phải chỉ một lễ sáng mà hai lễ rồi ba lễ. Buổi sáng có hai lễ thờ phượng, buổi tối có một lễ thờ phượng. Vì vậy không có giờ để học Kinh Thánh Chủ Nhật. Tôi nói tại sao? Nói vì đâu có thời giờ nữa. Lễ một, lễ hai trong buổi sáng rồi về ăn cơm, rồi ai không được thì thờ phượng Chúa buổi tối, thì giờ đâu mà học Chủ Nhật. Hai con cái Chúa ngồi nói chuyện với nhau, nói nhóm Hội Thánh nào? Tôi nhóm Hội Thánh đó đó. Ủa, tôi cũng nhóm Hội Thánh đó mà sao tôi không gặp anh gì hết trơn vậy? Anh tin Chúa đi nhà thờ bao lâu rồi? 5 năm rồi. Cùng một Hội Thánh mà không biết mặt nhau. Vì người đi lễ nhất, người đi lễ nhì, người đi lễ ba, ước quanh năm suốt tháng là như vậy. Không hề gặp nhau, không hề học Kinh Thánh với nhau. Như vậy thì nó đánh mất đi cái sự thông công. Đại dịch Covid-19 vừa qua suốt hơn 2 năm cả thế giới và tại Việt Nam, sinh hoạt của Hội Thánh của chúng ta cũng ảnh hưởng. Và có lẽ chúng ta giãn cách và không gặp nhau để qua lên mạng rồi trực tuyến, rồi chúng ta có thể thấy mặt nhau rồi chào chào gì đó, rồi nghe bài giảng chung với nhau. Không có yếu tố thông công với nhau. Không có những buổi học Kinh Thánh thật sự như trực tiếp mà chúng ta vẫn có biết bao nhiêu cái bài học mà cho chúng ta thấy rằng nhận lời Chúa chưa đầy đủ, và truyền lại lời Chúa chưa truyền tin. Đó là nguy cơ của Hội Thánh của Chúa ngày nay, thiếu cái nền tảng của lời Chúa. Mở đầu cho chức vụ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chịu cám dỗ ở trong các đoạn đầu của các sách phúc âm. Và chính ma quỷ cũng dùng lời Chúa để cám dỗ Chúa Giêsu. Nhưng chính Chúa Giêsu dùng lời của Chúa một cách chính xác để đối lại với sự cám dỗ của ma quỷ. Nó dùng lời Chúa bằng cách thêm bớt. Nhưng Chúa Giêsu dùng lời Chúa một cách chính xác để quật ngã những điều sai lệch của ma quỷ, và Chúa đắc thắng sự cám dỗ nhờ lời của Chúa. Ước ao buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa trong phân đoạn mà chúng ta vừa nghe đọc, rồi chúng ta xét lại đời sống của chúng ta, cái thói quen của chúng ta đối với việc học và truyền lời của Chúa lại như thế nào. Đó là mục đích của chúng ta. Đó là những gì mà chúng ta học nơi lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Lãnh hay là nhận và truyền lại. Rất là nhiều giáo lý sai lệch. Rất là nhiều quan điểm lệch lạc. Không phải chỉ là những thông tin nghe rồi thôi, nhưng mà đây là nó xoáy vào và nó làm hại cho linh hồn của chúng ta. Ông Führer đã nói như thế nào?
sự thiêng liêng của đạo, nuôi linh hồn, nuôi mỗi đời sống của chúng ta. Ở trong Thi Thiên có nói rất nhiều cái sự bổ béo và sống sống mạnh mẽ khi chúng ta đối diện với lời của Chúa. Dưới sự bận rộn của thế giới này, với biết bao nhiêu công việc ập đến cho chúng ta, hãy nhớ lời Chúa nhắc chúng ta là suy gẫm lời Chúa ngày và đêm. Quyển sách luật pháp chớ xa miệng ngươi. Và sau khi làm theo lời của Chúa, chúng ta được phước và được may mắn. Chúng ta rất muốn được phước và được may mắn, nhưng cái phần trước đó, lời Chúa không xa miệng của chúng ta, suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo, và nó mới được phước và được may mắn. Đây là lời Chúa không bao giờ thay đổi. Cái quan điểm của con người thì thay đổi nhiều lắm, và ngày nay có nhiều đầy tớ của Chúa cũng chạy theo cái phong trào rồi lấy Kinh Thánh đắp vào đó, chạy theo những cái gì mà trong suốt hơn 2 năm qua đại dịch Covid-19 đã tấn công con người đó. Họ lấy lời Chúa để giải thích theo ý của mình. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine, họ cũng dùng lời Chúa để chạy theo và dạy con cái của Chúa. Nguy hiểm lắm. Tất cả mọi hoàn cảnh, mọi biến cố xảy ra, nó phải được giải thích bằng chính lời Chúa, chứ không phải lời Chúa chạy theo những biến cố, những phong trào đó để áp dụng. Tôi không có đủ thời giờ để nói hết, nhưng nương đến lời Chúa chúng ta nói đến một số điều mà thôi. Buổi sáng hôm nay chúng ta nói 3 điều liên quan đến cái cơ đốc giáo dục của Hội Thánh chúng ta nói chung, liên quan đến từng đời sống của chúng ta đối với lời Chúa nói riêng. Trước nhất chúng ta nói đến cái tác động của lời Chúa, được Jeremy nói ở đây. Dĩ nhiên lời Chúa được ví như nhiều thứ lắm, phải không? Lời Chúa ví như bánh hằng sống, lời Chúa giống như kim chỉ nam, lời Chúa giống như nhiều thứ. Nhưng ở đây chúng ta thấy 2 từ mà Kinh Thánh nói trong câu thứ 29: lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời Chúa như lửa để thiêu đốt loại hết những cặn bã ra khỏi đời sống. Lời Chúa như búa có một sức mạnh đập vỡ tan những tấm lòng cứng cỏi, và không có điều gì có thể làm như lửa và búa đối với đời sống của chúng ta. Tiên tri Jeremy đã nói lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ sao? Một ngày kia, một số người đi phổ biến Kinh Thánh gặp một toán cướp chặn lại ở giữa đường. Họ nghĩ rằng đây là những thương buôn, đây là những người giàu có, đây là những người có rất nhiều tiền của để họ cướp. Nhưng họ thất vọng khi nghe nói rằng đây là những người chỉ có Kinh Thánh và phổ biến Kinh Thánh, chứ không phải là thương buôn gì cả. Bực quá, một tên tướng cướp nói rằng hãy đốt hết những quyển sách gọi là Kinh Thánh nè. Những người phổ biến Kinh Thánh nói rằng dạ thưa, chúng tôi cũng đồng ý, không dám cãi trả gì, nhưng trước khi đốt thì cho chúng tôi đọc một vài điều ở trong cái cuốn sách này. Các tên cướp cũng kiên nhẫn đấy, được, đọc đi, trước khi ta đốt hết mấy cái sách này.
thì những người phổ biến Kinh Thánh bắt đầu đọc trước nhất Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 nói về tình yêu thương, kế đến đọc bài giảng trên núi, bài giảng của Chúa Giê-xu dạy, đúng không? Khi đọc xong thì các tên cướp nói: ủa, cuốn sách này hay quá chứ, giá trị lắm mà, đốt uổng lắm, thôi cho chúng tôi mỗi người một cuốn đi, rồi mấy ông đi đâu đi. Mừng quá, những người phổ biến Kinh Thánh chỉ mong có bao nhiêu đó thôi. Và từ cái cơ bản mà thấy rằng đây là những cuốn sách có giá trị, mới đọc một ít ở trong quyển này mà thấy nó hay như vậy đó, đừng đốt. Rồi thời gian cứ trôi qua, sau đó những người phổ biến Kinh Thánh gặp lại một nhóm người gọi là tướng cướp trước đây đó. Họ mừng quá và nói rằng chúng tôi đã được biến đổi khi chúng tôi đọc Kinh Thánh của quý vị cho chúng tôi trước đây đó. Bây giờ hết thảy chúng tôi là những người đã được cứu bởi lời của Chúa. Chúng ta không nói hết cái giá trị của Kinh Thánh, có thể đập tan những tấm lòng cứng cỏi hơn hết, và có thể như lửa thiêu cháy những cặn bã mà không có lời Chúa không đạt được điều đó. Có một người đi đến Phi Châu, đi vào gặp một tù trưởng và thấy ông đọc cuốn Kinh Thánh. Thì cái anh chàng này nói rằng thời buổi này mà còn đọc Kinh Thánh à, nó xưa lắm rồi. Viên tù trưởng nói rằng tôi không biết nó xưa hay không, nhưng mà không nhờ quyển Kinh Thánh này, nãy giờ anh đã vào bụng của tôi rồi. Biết bao nhiêu những câu chuyện thật để nói đến cái giá trị hay là tác động của lời Chúa. Hãy để lời Chúa thiêu đốt hết tất cả những cặn bã ô uế xấu xa của đời sống chúng ta, và hãy đối diện với lời Chúa, và chỉ lời Chúa là chân lý, tức là đúng và không thay đổi. Nó đập vỡ tấm lòng cứng cỏi của chúng ta để chúng ta trở thành một tấm lòng mềm mại, có Thánh Linh của Chúa hướng dẫn, lòng bằng thịt chứ không phải lòng bằng đá, vốn đang và sẽ tiếp tục ở trong chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta không nói hết giá trị của lời Chúa. Nếu chúng ta theo dõi những bản thống kê liên quan đến những số liệu của Thánh Kinh, chúng ta sẽ biết không có Kinh Thánh, không có quyển sách nào có thể so với Kinh Thánh. Dịch ra nhiều thứ tiếng, phổ biến với số lượng không kể hết, nhất là tác động, biến đổi. Tại Mỹ có một cái thông báo rất lớn, ai cũng thể đọc được, là nếu ai tìm được những mâu thuẫn trong Kinh Thánh thì hãy đến để gặp chúng tôi ở địa chỉ này mà nhận phần thưởng như vậy đó. Nhiều người thấy cái phần thưởng khích lệ lắm à. Cái quyển Kinh Thánh dày như thế này mà không có mâu thuẫn sao họ đọc? Đọc ngố ý, họ tìm đủ thứ để họ lãnh thưởng. Nhưng mà tất cả những người mà đọc kỹ để tìm ra cái mâu thuẫn đó, hầu hết là đã tin Chúa Giê-xu. Bởi vì trong Kinh Thánh chỉ có một tác giả thôi mà, là Đức Thánh Linh, chứ không phải nhiều tác giả mà mâu thuẫn. Gần 40 trước giả, tức là được sự hà hơi, được sự khải thị, được sự soi sáng của Chúa để viết ra theo ý của Chúa. Vì vậy làm gì có sự mâu thuẫn. Và cho đến bây giờ Kinh Thánh vẫn là chân lý. Chân lý nghĩa là đúng và không thay đổi. Nhiều cuốn sách trước đây chúng ta đọc, chúng ta thấy nó không còn đúng nữa. Nhiều cái câu chuyện lịch sử nó không chính xác nữa, và nhiều cái dự đoán rất là sai. Thậm chí một tác giả rất nổi tiếng mà những người nghiên cứu về lời tiên tri rất thích ca ngợi ông, đó là Lindsay. Ông viết nhiều cuốn sách, trong đó cuốn sách Địa Cầu Quá Cố, và trong đó rất nhiều lời tiên tri của ông, hay là đúng hơn là những dự đoán của ông về thế giới tương lai. Và cái quyển sách nó xuất bản trước 75, trích một phần nó viết thành sách cũng trước 75,
dự đoán rằng năm này, năm kia, năm nọ sẽ có 1/3 dân số thế giới bị xóa tên bản đồ vì đói kém kinh khủng vân vân. Chiến tranh thứ ba sẽ bùng nổ nay mai gì đó, đủ thứ lời tiên tri dự đoán. Nhưng tất cả đều sai. Lời Đức Chúa Trời luôn luôn là chính xác, vì lời Chúa của chính Chúa là đấng không bao giờ thay đổi, luôn luôn là đúng và không thay đổi. Nhưng tại sao chúng ta không đến với một quyển sách giá trị như thế? Nó không phải tăng cái tri thức của chúng ta, không phải chỉ nâng sự hiểu biết chung chung của chúng ta so với những sách vở khác, mà nó giá trị nuôi linh hồn của chúng ta, ban sự sống cho chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Dĩ nhiên chúng ta không từ giờ sáng nay để nói đến giá trị của Kinh Thánh, nhưng ở đây tôi muốn nói đến cái nhìn của tiên tri Jeremy, nói rằng lời Chúa như là lửa, lời Chúa như là búa. Chúng ta biết hai cái tác động đó như thế nào đối với tất cả mọi người cứng lòng hơn hết, tội lỗi hơn hết. Và bây giờ tất cả chúng ta là những người đã tin Chúa Giêsu, đã được biến đổi ở trong Chúa. Chúng ta bắt đầu được tái sinh và nên thánh, không thể nào thiếu chính lời của Chúa để nuôi linh hồn của chúng ta, phải không? Để chúng ta lớn lên, để chúng ta biết ý muốn của Chúa, để chúng ta biết những tội lỗi phải tránh, nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị em. Và ngày xưa không ít hội thánh đã học Kinh Thánh thuộc lòng hàng năm, mà trong đó có Thi Thiên 119. Thi Thiên 119 là một cái đoạn dài nhất trong Kinh Thánh, nhưng nhiều con cái Chúa đã học thuộc từng câu như vậy. Tôi không biết ở đây có bao nhiêu người đã thuộc được Thi Thiên 119. Thuộc một ít câu thì có, nhưng thuộc cả Thi Thiên 119 để nói đến lời Chúa là gì, lời Chúa giá trị ra sao, lời Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta đọc Thi Thiên 119, chúng ta sẽ thấy và so với mình. Bởi vì Kinh Thánh cũng giống như một gương soi vậy đó, chúng ta phải soi để biết mình có cái vết gì trên mặt, để biết như thế nào mà mình sửa lại, phải không? Đó là điều thứ nhất chúng ta học buổi sáng hôm nay, mà Kinh Thánh nói đến lời Chúa có giá trị như vậy. Bây giờ điều thứ hai chúng ta học ở đây, chúng ta nhận lời Chúa như thế nào? Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuộc chiêm bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán: rơm rạ há sen bào với lúa mì sao? Ở đây nói đến lãnh lời ta. Bây giờ lời Chúa có giá trị như vậy, chúng ta lãnh lời Chúa như thế nào? Từ câu thứ 25 nói đến những tiên tri giả nhận lãnh lời Chúa không đúng, không chính xác. Vì vậy làm sao họ truyền lại một cách chính xác và ích lợi cho người nghe? Trong câu 21 đó, ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chạy, ta chẳng phán với mà đã nói tiên tri. Nhiều người ngày hôm nay là như vậy đó, Chúa chưa sai mà chạy rồi, đương nhiên nó trật. Chúa chưa phán mà họ đã nói rồi. Như vậy rõ ràng họ nói không phải do Chúa phán, tức là do sự suy nghĩ riêng của họ. Ở trong Kinh Thánh có một câu chuyện rất là đau buồn, nói về hai tiên tri, một tiên tri già, một tiên tri trẻ. Tiên tri trẻ đã được Chúa phán và làm theo, rồi đi đến gặp tiên tri già. Sau đó từ giả tiên tri già để tiếp tục đi trong sự phán dạy của Chúa. Tiên tri già nói rằng: không, ngươi hãy ở lại đây, vì Chúa có phán với ta,
người phải ở đây, vân vân vân. Tiên tri trẻ đang hết sức là hoang mang, Chúa phán mình phải đi đến đó. Còn tiên tri già thì nói rằng mình phải ở lại đây, không biết đâu là đúng. Và đây là tiên tri già mà ổng là tiên tri còn dữ dằn hơn mình nữa. Bây giờ ổng nói như vậy thì mình phải nghe ai đây hả? Vì tiên tri là nói theo những gì Chúa phán. Và bây giờ ông nói rằng Chúa có phán với ta là ngươi ở đây. Nhưng tiên tri trẻ nói rằng rõ ràng Chúa phán là hãy đi. Thế thì cái nào đúng? Và cuối cùng tiên tri trẻ đã ở lại theo như điều tiên tri già nói vì Chúa phán. Và cuối cùng tiên tri trẻ chết. Những lời nói không chính xác giết chết một con người là rất bình thường thưa quý vị. Bao nhiêu những tiên tri giả, giáo sư giả và cả Christ giả nữa nói những điều không đúng sự thật. Và trong ngày cuối cùng như Kinh Thánh nói đó, đừng tin, đừng có nói đấng Christ là ở đây, đấng Christ là ở đó, đừng tin, bởi vì Chúa Tái Lâm không phải như thế đâu. Cho nên nếu nhận lời Chúa không đúng thì làm sao có thể truyền đạt được? Tiên tri giả ngày nay nhiều lắm, đếm không hết. Chưa sai mà đã chạy rồi, chưa phán thì họ đã nói rồi, biết gì đâu mà nói. Lúc tôi còn ở trong hội thánh Phú Lâm, sau 75 nhưng mà lâu rồi, hai mấy năm nay rồi, có hai chị tín đồ, xưng là tôi là tín đồ hội thánh đó đó đó. Tôi được ơn của Chúa đi giảng các nơi. Bây giờ Chúa sai tôi đến đây để gặp ông bà mục sư. Lúc đó tôi không có nhà, có nhà tôi ở nhà. Rồi hai chị ấy nói rằng bây giờ trước nhất Chúa bảo là bà mục sư trả tiền xích lô cho tôi cái đã. Chúa truyền. À, tôi nói ủa hai chị là ai rồi đi qua đây làm gì, tự nhiên tôi phải trả tiền. Nó nói Chúa bảo nha. Rồi lúc đó có ông chấp sự, ông cũng có dịp đến gặp trường hợp đó. Ông nói rằng được, hai chị đi đến một chỗ, đi qua bên đây nè, tôi sẽ trả tiền cho công an phường gần đây thôi. Ủa tôi đâu muốn gặp công an phường đấy, nhưng mà chắc phải gặp thôi. Cuối cùng lăn lăn lẹn chạy đâu mất. Chúa bảo cái này, Chúa bảo cái kia. Tôi đọc lời của Chúa, dạy thế này, dạy thế nọ. Như vậy thì chưa sai mà chạy, chưa phán mà đã nói. Ở trong câu thứ 27, chúng ta thấy rất rõ đây Kinh Thánh chép. Câu thứ 27, chúng nó mỗi người thuộc chiêm bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân quên danh ta, cũng như tổ phụ chúng nó vì ba anh quên danh ta. Mục đích là muốn cho dân sự của Chúa, những người thuộc về Chúa, không làm theo lời của Chúa mà làm thấy riêng của họ, từ bỏ Đức Chúa Trời và theo thần ba anh như vốn đã có. Cho nên ở đây chúng ta thấy cả những cái dòng chảy của Kinh Thánh Giê-rê-mi, đoạn mà chúng ta đang nghiên cứu ở đây. Những người không nhận lời Chúa chính xác thường hay thêm hoặc là bớt. Bớt là nó đâu còn giá trị như đáng phải có, thêm thì hết sức là nguy hiểm. Đến đổi cái câu, mấy câu Kinh Thánh gần cuối cùng của sách Khải Huyền đó, tôi đọc hai câu này, câu 18, 19. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cái sự sống và thành thánh mà đã chép trong sách này. Rất là chính xác. Thêm và bớt lời của Chúa nguy hiểm như thế nào? Thế mà ngày nay không ít những đầy tớ của Chúa, con cái của Chúa, nhân sự trong các hội thánh đã thêm một cách rất là nhiều và bớt một cách hết sức là rõ ràng.
Có một người nói rằng Kinh Thánh đã tuyên bố mọi người đều nói dối. Trong Thi Thiên nó rất là rõ nè. Nhưng không đọc hết kìa. Tại sao có câu đó? Thì đọc kỹ hết chứ này. Trong khi bối rối, tôi nói rằng mọi người đều nói dối. Đó là điều mà trước giả Thi Thiên nói trong lúc ông đang bối rối. Mà ông nhận định như vậy chứ không phải lời Chúa tuyên bố như vậy. Hãy đọc kỹ Kinh Thánh. Nguy hiểm lắm nếu thêm bớt lời của Chúa là lời chân lý, không thêm không bớt. Xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nhận lãnh lời Chúa thật chính xác. Mà không học lấy gì biết. Nhận lãnh tức là học lời của Chúa chứ, phải không? Xin Chúa khích lệ chúng ta và khuấy động ở trong chúng ta như búa đập vỡ, như lửa thiêu đốt, để chúng ta thấy được điều cần phải thấy. Mở mắt thuộc linh chúng ta để thấy nữa. Hai môn đồ đi về làng Emmaus, họ sầu não lắm, họ buồn bã lắm, họ không còn có cái niềm vui hy vọng gì cả, bởi vì họ nghĩ là Chúa đã chết rồi. Nhưng mà Chúa đã sống lại và đi với họ mà họ không cảm biết được. Và đến khi cảm biết thì Chúa đã lìa họ rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được. Chỉ Chúa và lời của Chúa mới có thể cất đi những cái điều buồn bã, thảm sầu, những cái gì ngăn trở, để chúng ta nhìn lên Chúa một cách rõ ràng và đầy hy vọng. Giữa thế gian tâm tối, giữa biết bao nhiêu những sự giả dối, nguyện Chúa giúp cho chúng ta hãy kiên trì học lời của Chúa. Tôi nhắc lại, lời Chúa là chân lý. Vì Chúa đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Tôi có xem một quyển sách, bây giờ tôi còn để ở nhà, quyển sách được xuất bản chính thức của Bộ Y tế Hằng Hoài, với tựa đề là gì? Niệu liệu pháp, tức là chữa bệnh bằng nước tiểu. Ôi, người ta xem quyển sách này, người ta nói, hồi nào tới giờ đâu có biết đâu, tốn bao nhiêu tiền bạc mà không có đủ tiền để mua thuốc nữa. Bây giờ cái thuốc ở trong bụng của mình đây mà tại sao mình không biết. Quyển sách đó được xuất bản ở tại Mỹ, được dịch ra nhiều thứ tiếng, dịch ra tiếng Việt nữa, rồi phổ biến một thời gian ở đây. Niệu liệu pháp. Ai cũng có nước tiểu của mình thì cứ tiểu ra rồi hứng uống vô rồi trị bá bệnh. Tôi không biết trị như thế nào. Nước tiểu là cái chất thải ra mà. Nếu mà nó không thải ra được thì chết đấy. Mà nó thải ra rồi nó uống vô là làm sao. Mà ở trong quyển sách đó có dùng một số câu kinh thánh nữa chứ. Mà đó là giải sai lời của Chúa. Nguy hiểm lắm. Rồi một thời gian sau thì Bộ Y tế thu hồi quyển sách đó lại và không cho lưu hành, vì nó trật với y học, với khoa học, với đủ thứ. Quan điểm của con người luôn luôn là như vậy, thưa quý bạn chị em. Rồi sẽ có một thời chúng ta sẽ thấy những điều như vậy. Như quá khứ nó cũng đã có, và hiện tại nó đầy dẫy cả đấy. Đến lúc chúng ta phải quay về với lời của Đức Chúa Trời, với sự chính xác, với chân lý, và nhất là nuôi linh hồn của chúng ta. Chúng ta không thể nào sống được trong linh hồn mạnh khỏe nếu chúng ta không có lời Chúa mỗi ngày thường xuyên, phải không? Chúng ta biết điều đó rồi. Sáng hôm nay tôi nhân danh Chúa nhắc lại thôi, nhắc lại những điều hết sức là cơ bản mà chúng ta đã nghe, chúng ta đã biết. Xin Chúa cho chúng ta nhận lãnh lời của Chúa đúng đắn, không phải đến từ các tiên tri giả. Một trong lời tiên tri mà Jeremy đã nói với dân sự của Chúa là gì? Dân sự Chúa sẽ bị lưu đày. Babylon sẽ đến để đánh chiếm đất nước Juda. Khi vua Sê-đê-kia nghe điều này, ông không bao giờ chấp nhận. Ông nói rằng không thể. Ông đang làm vua, làm gì một nước có thể đến để lưu đày dân tộc của mình? Và điều trước nhất, ông gọi tiên tri Jeremiah đến
Vua Sê-rê-kia nói với tiên tri Giê-rê-mi rằng ông hãy sửa lời tiên tri lại. Ông không thể nào nói tiên tri như vậy được, phải thay đổi. Giê-rê-mi không dám bao giờ. Vì đấy là lời của Chúa phán. Lời tiên tri không phải trong thời của Giê-rê-mi mà nó được báo trước trong thời của Mô-xe, trong lúc mà dân Israel chưa vào đất hứa nữa kìa. Giê-rê-mi là ai mà dám thay đổi lời của Chúa thêm bớt? Vì vậy vua Sê-rê-kia giam cầm Giê-rê-mi, rồi có khi quăng ông xuống hố và ông kể như chết, nhưng dứt khoát không thay đổi lời của Chúa. Đây là câu chuyện mà chúng ta thấy trong sách Giê-rê-mi. Ngài đã biết bao nhiêu những người và cả những tôi tớ Chúa đã thay đổi sứ điệp để cho phù hợp với sở thích của người ta, theo lệnh của người ta, làm lệch lạc đi ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời Chúa đã có từ xưa và sẽ còn lại đời đời. Còn biến cố này, biến cố kia, phong trào này, phong trào nọ, nó chỉ là thoáng qua trong ý của con người. Sóng biển bởi gió có thể cứ ập vào trong bờ, đó là nó sống thiên nhiên, có lúc cao, có lúc thấp. Nhưng ngày nay có nhiều người tạo nên lượng sóng, nó hoàn toàn khác. Tạo nên lượng sóng, đó là những gì con người tạo nên. Nó khác với cái việc mà lướt sóng của thiên nhiên, của biển cả. Chúng ta nói không hết, tinh vi lắm, và rất dễ để đi vào sự sai lệch. Tiên tri giả, rồi giáo sư giả, rồi priest giả sẽ dấy lên, thâm nhập vào trong hội thánh và làm đổi thay chân lý, làm cho nhiều người phải mất linh hồn. Điều này rất rõ rồi. Cho nên hầu hết các hội thánh gần đây cứ cố gắng để dạy cái môn gọi là tà giáo, giáo phái, để chúng ta có thể phân biệt được. Ngày hôm nay thì không phải tại Việt Nam, cả trên thế giới tiền giả nhiều lắm. Làm sao chúng ta phân biệt được tiền giả? Đó là chúng ta phải so sánh giữa tiền thật và tiền giả, chúng ta mới biết được, phải không? Tiền giả rất giống tiền thật, nhưng mà nó có một ít điều gì nó giả. Giấy này, rồi mấy cái dấu gì gì đó, đô la cũng giả như thường, nhiều lắm. Không quan tâm, không phân biệt thì làm sao? Mà có một người làm ngân hàng nói với tôi rằng khó phân biệt lắm mục sư. Bây giờ thì có cái máy đếm tiền, nó không có dính, nó không có mất. Và cái máy đó nó đẩy những đồng tiền giả ra khỏi cái máy. Tuy nhiên có những đồng tiền giả mà máy cũng không phân biệt được nữa. Mắt của chúng ta cũng không phân biệt được nữa. Nhưng có khi cái tai chúng ta quen lại, nó có thể phân biệt được. Nhưng hết sức là bất lực trước tiền giả trên thế giới. Trong lĩnh vực thuộc linh, bao nhiêu những luận điệu này, giáo sư kia, quan điểm thần học nọ đang ru ngủ hội thánh và giải thích kinh thánh rất là lệch lạc. Ví dụ họ nói rằng tại sao mình đã lên án ông Giuđa Iscariốt à? Ông đó có công lớn lao vô cùng, bởi vì không nhờ Giuđa Iscariốt thì Chúa làm sao lên thập tự giá. Nhờ Giuđa Iscariốt bán Chúa, rồi Chúa bị bắt, rồi mới được lên thập tự giá. Đó là đại kỳ công đó chứ. Họ giải thích như thế. Nếu Giuđa Iscariốt không bán Chúa thì Chúa không thực hiện chương trình cứu rỗi của Chúa đã được hoạch định từ xưa, trước buổi sáng thế sao? À, giải thích kinh thánh sai rồi. Nhưng vẫn có những người lắng nghe, vẫn có người chạy theo, thưa quý bạn chị em. Có những cái hết sức là mâu thuẫn với cả giáo lý của thánh kinh, nhưng vẫn có nhiều người nghe êm tai bởi những giáo lý lạ như thế đó. Rất là nguy hiểm. Cho nên học kinh thánh, học nhận lãnh lời Chúa một cách chính xác mới có thể phân biệt được như vậy. Rồi bây giờ điều thứ ba, truyền lại lời Chúa. Truyền lại lời Chúa đó là mạng lệnh của Chúa, để cho chúng ta không phải học để biết cho mình
mà muốn truyền lại cho những người khác. Đó là mạng lệnh của Chúa để con cháu hậu tự của chúng ta biết, không đi lệch lạc, để cho hậu thánh của chúng ta ngày nay đối diện với quá nhiều điều mà họ chưa biết, vì chúng ta chưa truyền lại một cách chính xác. Có nhiều người đọc cái phần A của câu này: khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuộc chiêm bao ấy đi. Ngày hôm nay tôi nằm chiêm bao hoài à. Mỗi đêm nằm 2-3 chiêm bao, thấy đủ thứ. Có khi giật mình thức dậy quên, có khi nhớ. Bây giờ phải truyền lại chứ. Chúng ta nên phân biệt phải hiểu, ở đây là tiên tri, tức là người được Chúa mặc khải và Chúa bày tỏ ngày xưa, có thể trong giấc chiêm bao hay trong mọi cách. Chứ không phải ngày nay tất cả những chiêm bao của chúng ta đều cho là đúng thuật lại, vì chúng ta không phải là tiên tri. Đôi lúc chúng ta để cái tay trên đầu này, máu nó không chảy được, chúng ta thấy gì đó đủ thứ chuyện. Nằm chiêm bao thấy mình gãy răng, người ta nói này là chết rồi đấy. Nằm chiêm bao thấy cái này cái nọ, đó có phải là Chúa bày tỏ không? Không. Chiêm bao là một trong những phương cách ngày xưa Chúa truyền cho các tiên tri, và họ phải thuật lại đúng như điều Chúa truyền cho họ. Như Joseph cũng trong giấc chiêm bao, Chúa phán để đem con trẻ qua xứ Ai Cập, rồi cũng trong giấc chiêm bao ông đem con trẻ và Mary về. Hết sức là chính xác, chứ không phải bất cứ chiêm bao nào ngày hôm nay chúng ta đều nói là Chúa bảo với tôi nhé. Thật, không có điều gì Chúa phán mà nó mâu thuẫn với Kinh Thánh. Cho nên hãy đọc Kinh Thánh để chúng ta so sánh coi cái điều mà chúng ta nói, điều chúng ta hiểu, điều chúng ta truyền đó, nó có chính xác trong lời của Chúa hay không. Trách nhiệm chúng ta phải truyền lại. Nhưng một điều sâu xa hơn ở đây nói, truyền lại cách trung tín. Nhiều người truyền lại lời Chúa mà không trung tín, nghĩa là không thường xuyên, tùy hứng à. Nó không trung tín không phải là tùy hứng, mà truyền lại nó không chính xác, tức là không trung tín rồi. Đây là điều mà Chúa dạy chúng ta: lãnh lời Chúa và truyền lời Chúa cách trung tín. Truyền lời Chúa không trung tín nghĩa là gì? Ở đây ông Jeremy nói, ở đây có 3 phần A, phần B và phần C. Tôi đọc cái phần C. Đức Giê-hô-va phán: rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Những người truyền lại lời Chúa không thể như vậy, không thể pha trộn rơm rạ ở trong lúa mì được. Lời Chúa phải tinh anh, lời Chúa phải trọn vẹn, lời Chúa phải trong sạch, lời Chúa phải chính xác, phải đúng và phải đủ, vân vân. Và rơm rạ là những thứ phải quăng đi, phải loại ra, không thể nào nó lẫn lộn ở trong lúa mì được. Các môn đồ khó chịu, và ở trong Kinh Thánh có câu chuyện nói về một đồng ruộng có người gieo lúa mì, và lúa mì nó mọc lên, thì kẻ thù ban đêm cũng lén mà gieo cỏ lùn. Rồi bây giờ cỏ lùn nó cứ mọc đan xen với lúa mì, khó ở chỗ đó. Và những người cảm thấy khó chịu và xin chủ ruộng là cho phép chúng tôi nhổ cỏ lùn. Rồi chủ có cho không? Chưa. Bởi vì e ngươi sẽ thay vì nhổ cỏ lùn lại nhổ lúa mì, bởi vì cả hai nó mọc lên nó cũng giống nhau lắm à. Vì vậy Chúa nói rằng hãy để đến mùa gặt, lúa mì được gặt đem vào kho, còn cỏ lùn đốt. Chúa phân biệt điều đó, và Chúa muốn cho những kẻ thuộc về Chúa cũng phân biệt điều đó. Còn ở đây nói đến rơm rạ, chắc chúng ta biết rồi, từng lẫn lộn trong lúa, lẫn lộn trong gạo,
Người ta phải sàng qua, sàng lại, sảy lên, sảy xuống để nó đưa tất cả những rơm rạ đó khỏi và chỉ còn lại gạo mà thôi, còn lại lúa mà thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được truyền lại lời Chúa trung tín, nghĩa là không pha trộn. Cái pha trộn nó rất là nguy hiểm. Ngày nay rất nhiều sự pha trộn giữa lời Chúa với những điều giả dối, những giáo lý sai lạc, giữa chánh giáo lẫn lộn tà giáo vân vân. Nguy hiểm lắm thưa quý bạn chị. Áp lực từ bên ngoài trong cái thời của Hội Thánh đầu tiên ghê gớm lắm, của đế quốc La Mã. Nhưng mà nó không nguy hiểm bằng sau đó tà giáo xen vào trong Hội Thánh. Áp lực của sự bắt bớ suốt nhiều thế kỷ đầu tiên đó làm bất ổn nhiều con cái Chúa phải nhóm ở hầm mộ. Nhưng rồi sau khi Cơ Đốc giáo không còn bị bắt bớ, Hội Thánh nhóm tự do, Cơ Đốc giáo trở thành quốc giáo nữa, thì cái mặt trận thứ hai mà ma quỷ dùng tấn công là đưa tà giáo vào trong Hội Thánh. Nó phá rối kinh khủng lắm thưa quý vị. Vì vậy trong Hội Thánh cần có những con người để có thể giữ Hội Thánh. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả mỗi chúng ta, để rồi hết thảy chúng ta là những người trung tín truyền lại lời Chúa. Truyền lại lời Chúa không phải chỉ là công việc của mục sư truyền đạo giảng Kinh Thánh mà thôi. Chúng ta có thể chia sẻ lời Chúa một cách chính xác vì có chúng ta đã học lời Chúa một cách đúng đắn. Chúng ta sẽ truyền lại lời của Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn 3, Châm Ngôn đoạn 3 từ câu 1 tôi đọc đây: Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày số năm mạng sống và sự bình an, sự nhân từ và sự chân thật. Chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Đeo nó vào cổ, nó dính liền với chúng ta. Kinh Thánh quý giá, nhưng phải để chúng ta để trong tủ, để chúng ta khóa lại lâu lâu mới xem. Đeo nó vào cổ, nhưng có khi cũng mất đấy, mà ghi nó vào bia lòng như thế này. Kinh Thánh dùng nhiều hình ảnh, và dân Israel ngày hôm nay cũng đã làm được một phần mà Chúa truyền phán cho họ, dù họ bị tản lạc khắp nơi trên thế giới. Năm 1948 trở về lập quốc, nhưng vẫn chưa hết thưa quý vị. Và lời Chúa sẽ ứng nghiệm khi các người ở khắp nơi sẽ trở về trong biến cố cuối cùng, ứng nghiệm lời của Chúa. Cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta đối diện với quá nhiều sự khó khăn, đối diện với quá nhiều thách thức, bận rộn đến nỗi không còn thì giờ để đối diện với lời Chúa. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta, để ít nữa chúng ta thấy được lời Chúa có giá trị như thế nào, một sự tác động mạnh mẽ đối với chúng ta ra làm sao. Để rồi chúng ta cố gắng lãnh lời Chúa từ nơi chân lý của Chúa được giải bài, học hỏi một cách chuẩn mực chính xác, không thêm không bớt lời Chúa chưa phán mà nói, vân vân. Để rồi chúng ta sẽ truyền lại lời Chúa một cách trung tín. Thì trung tín đó nó đòi hỏi những người nói là lời Chúa hiểu trách nhiệm ở trước mặt Chúa, và lời Chúa không bao giờ thay đổi. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa, để qua lời Chúa trong buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ được nhắc nhở và dẫn đến hành động thật đẹp lòng Chúa. Không phải cho chúng ta, cho con cháu anh em chúng ta, khi chúng ta truyền lời Chúa một cách trung tín.